Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nóng quá, nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi? Gần đình đâu có ai dám nuôi heo quá. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa quá. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Ông trời, ông trời, ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah. Đây hạn hán, quan coi, lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được chứ không? Năm nay thế nào cũng chết chứ quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Yeah. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Yeah. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Yeah. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Yeah. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quan có chết không quan? Ừ. Làm sao mà chết được? Dạ. Yeah. Tao có điều kiện mà. Dạ. Yeah. Nếu cái vùng này là vùng đất chết. Dạ. Yeah. Tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Yeah. Quan lết đi hả quan? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quan dựng dần. Thôi đừng có quan. Dạ. Nha quan cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài vậy? Sao mày không lên mày hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quan? Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Có gì là sông chung? Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu, em hiểu. Em quạt quan cho nó khỏi đi. Dạ. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha, em thấy cái vấn đề này em hỏi quan chút xíu nha quan. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi, mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm quan, điều em đi chỗ khác ướt át màu mỡ để em lấy vốn lại được không quan? Mày nín nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với quan mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ em đâu có hổn. Em đứng gần quan, em đi với quan, em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hả? Thậm chí quan chửi thề, có bữa quan nói tục nữa. Tao là tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ em quan bớt giận. Thôi khỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói quan nghe, quan giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyên chăn trâu thôi, chứ không có làm gì khác hết trơn hết trời. Ừ. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông bá hộ cũng mua. Bá hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông bá hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm, rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Rồi không biết ai làm cho nó có bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã, ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy mày, không? Rồi mày có nhận không? Không nhận, ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Ừ. Em cười, em bỏ tiền mua chức. Cũng đưa em vô đúng quy trình, giờ em đường đường trở thành lý trưởng này, hay không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần quan, được hầu hạ quan, học tập kinh nghiệm của quan. Dạ, em mừng, em vui lắm quan. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ, bước qua. Ừ. Dạ, bước. Dạ. Dạ.
sao có chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hồi đó chăn trâu thì không có, từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng qua. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho quan coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ một cái phun máu đầu ha. Quay về đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước quan thì em dày, em dày, đó. Quan là em phải dày, quan huyện em dày nha. Còn thượng thư là em xuống dày nữa. À, gặp bà thái giám hoặc là à, mấy ông vương gia là em lết ra, mấy em lết vậy đó, em lết vậy đó, em lết vậy đó. Gặp gặp vua là em dậy luôn đó nè. Mày đứng dậy đi. Làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời biết thế đó. Dạ. Dạ quan. Con biết nhân thân em mày về em hỏi nhân thân quan nha quan. Hỏi đi. Trước khi quan làm quan huyện, vậy quan vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày. Tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là quan cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ giờ lên làm quan. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan vui mày kinh sử. Mà vui 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 vui. Quan lên quan làm quan huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà quan vui 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 vui, quan làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong tự điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả quan? Có nghĩa là mỗi buổi sáng dạ tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng à, tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra à, gọi là chặn dê đó à. Này là từ mới đó bà con, cho ông chàng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang chứ thật sự nó cũng là chăn dê không quan. À, em nhìn quan cái gì em nhớ quan, lúc quan chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông hả? Bên kia sông. Ừ, đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày, mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít, mày nít trong lòng mày đi. Mày ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp. Mày im. Cái thằng đó là tao đó à. Thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi, cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày, mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan à. Cho nên bây giờ tao mới là quan nè à. Tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm à. Mày đuôi trong sao sẽ chân định đó à. Lại cái bằng chứng bằng thơ à. Cái cũng gạch lên à. Đây là cái sổ thu chia đây cho tao à. Đi, đi, đi. Mày đừng à. Mày chửi tao hả? Đâu có, đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày con. Cho tôi kêu quan, 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 cho tôi kêu quan. Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao bà biết tao là quan huyện? Dạ, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo dày, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ, chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai củ khổ sở này, phải không quan? Dạ. Dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây. Dạ sổ sách đây à quan. Dạ. Con người
Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, giờ quan cầm đi. Để em tính. Nè các bà kia, mà ngon ha. Mà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi. Tụi con mẹ già. Tôi không có già nghe. Không già sao có mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Cắt ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? À. Bỏ thu phí à? Qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ừ. Ăn giọng rồi xong dở cản lên. Tự dở. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này đi làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lộng ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nha chứ. Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, ví dụ này, dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông, dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng đấy. Chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Ừ. Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy. Có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà. Đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ, cái gì dạ quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về à? Tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người. Một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội. Trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội, tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chị của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ dạ. Mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sắc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Dạ. À thôi được rồi. Về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ. Dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời. Thôi, đất ơi. Già sắp xuống lỗ rồi, bà đặt đi kiện đi thưa. Thứ bà xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu, bà quýnh tôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi với bà làm cái gì? Để cho người ta nhào ở đây, ta bu rồi ta coi biết hết bí mật của mình hay sao? Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo cái tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Bà la mê sa nô ta la mi nô xí bà nạ mi ná kỳ nà. Chữ gì vậy?
Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời vậy. Dạ, cái ông đồ Bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới đầu em đọc em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này gì vậy ông nội, cái ông đồ Bùi ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh á. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tôi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À. Cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt. Đợt 1 làm đường liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ. Yeah. Đợt 2 chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt 3 xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của ta. Mày nít. Mày nói mình nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt của nhà mà gì cả. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật. Lên xe là xe phần đây là. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổ mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Quan cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo, cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Dạ. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Ừ. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quá à cao hơn lý trưởng cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Rồi. Dạ. Dạ 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 thỉnh pháp sư vô. Dạ dạ quan. Dạ mời pháp sư. Rồi. Nhập vô, nhập vô rồi đó. Nhập vô rồi. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ dạ. Dạ 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 chẳng hay ai giữa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu. Cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây, có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải cái hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ. Con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Ta biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Ta biết mà, cái thứ trâu dê này ta biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời, tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài. Tức quá con nên phải con đi thưa. Vậy
tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần? Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật đó. Lễ vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng, dạ, ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thần bé lỗi giò bây giờ. Mày dím mày, xong chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết, thần cũng biết trời, thần. Trời. Cái tiền vàng đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác cái tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không hả? Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thằng Hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời ơi. Trời ơi. Vàng này của bá tánh nè. Vàng của bá tánh đấy nè. Nhiều quá nè thần ơi. Đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất, ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ, con xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi, đây á, các ngươi khổ dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe. Dạ, đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quịch tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời. Dạ. Mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. À, mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết. À, nó chỉ biết thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Hả? Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây, cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi, hoàng ơi cứu hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống dữ vậy. Dạ thần, đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên. Dạ. Phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à? Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạt, chết khạc ra tro, chết thò ra máu, chết quá chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông à.
trời. Trời ơi, con rảnh quá. Cha đó cái đứa cưng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Dạ. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tao suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Dạ. Được. Tao quyết định. Dạ. Sao quan? Ta cứu cái biệt phủ ta trước. Hả? Dạ trời ơi, con lại quan. Quan ơi, con lại quan. Lại quan, quan làm ơn, quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết quan làm quan, vàng bạc của quan chất cao như núi. Quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy á. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Con lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng quan cứu cả xứ này. Vậy đi, chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong cái huyện có nhà ấy mà quan, trâu gì hết quan ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè, bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước. Ừ. Để cho gia đình tao bình yên vô sự. Ừ. Để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Ừ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới hô hào cứu trợ. À. Thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè. Ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao còn thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Gì? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc. Con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia. Chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc. Phải.
ta là quan thượng thư bổ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay như thấy Dương gia, tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Yeah. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Yeah. À, à, mày ở đó mày chờ tao. Dạ. Như quản thà tội giùm em thấy con cóc, em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ, dạ, cóc rồi. Biết cái gì? Chờ tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. À, bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng. Bà đem bà phân phát cho dân làng hộ ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi. Con đội ơn quan, trời đã chứng rồi. Có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làng dạ. Ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà ê, con ê, được ê, cứu ê, rồi. Ê, cái con mẫu kia nó của lắm. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ, lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? À? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện, hay cho quan tri huyện. Ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái di bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được. Nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì? Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyện là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. À. Chuyện cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, bao nhiêu tiền này? Bao dạ, nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sẽ tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ, dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm.
Vậy thì ghi vô giấy bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ, ghi cũng được. Nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại. Dạ, nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa chắc. Toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia. Còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ cái nhà. Cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được. Ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi. Trời ơi. Đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi. Chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó. Ông chửi mình quá trời rồi đó. Ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi. Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ, cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu thập. Nhanh lên. Dướng đôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi. Nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dồn quan thiệt em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vồng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hạn hán tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi. Con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia. Lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đợi. Cái phần này mày phải chia cho tao. Chia mốc chị. Chia bảy ba. Chia bảy ba đi. Ông nè bước lại. Bước lại. Nè anh nói cho ông biết nha. Ông không còn làm quan. Anh nói. Anh nói. Anh làm gì. Của tao. Đó. Bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ, cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia. Mày ăn được đâu. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót. Tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì?
tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được, tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ mới chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa, nhưng mà em lại anh gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày, cô nghe chưa? Ổ ăn mày, gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi, cái áo nè, nó xúc chỉ em mới giá xong đó, anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái vòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do mà không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ, tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì, chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả?
anh tới liền. Chào chú nha. Bye em. Trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ xin lỗi, chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à, em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi. Trời còn khuya à. Thôi mà em, dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng cho anh 4,000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nó muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho một môn, hỏi cái gì? Nó roulette. Rồi sao?
Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết con quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ, em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh che tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không mày lời 6,000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng như bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái ấn nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó sao không không đâu. Nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó ta 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 nè. Tao lấy đại liên tao nã mày ta 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 cho mày đi cho lẹ đó. Đi đi. Bực bội à. Ta
rõ ràng. Hổ là anh nghe tài 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 rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy làm sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Thôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn. Thôi lại được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè never mind, never mind, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah, yeah. Quái nhỉ, đã dặn rồi đấy chứ, giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát gì ngoài đây đây? Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng? Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Lớn khổ.
đây góp là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có, còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh góp là đánh cái gì? Ờ, bẩm nhà con nó có hẹn với lại Tiger Wood à. Ô tiên sư, con này đánh góp là đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, 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 không. Cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Wood là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Ta chả cần biết cái thằng Tiger Wood là cái con gì. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Ờ, bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời ơi, sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá vậy? Đấy, thế mà ông... Cụ sao thế? Cụ sao thế? Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không không, cụ mày lâu lâu lại có cơn chuyển. Thế à? Thế thôi, chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Cụ gác chuyện làng sang một bên đi, gác chuyện làng sang một bên. Đúng, từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mó, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mó đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Rất khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng đấy. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Cấm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy, ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ... Ê. À, thế được mấy đứa con rồi? À, dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống, người ta trông vào, sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả. Miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 cũng như số 10, không có. Con là gái đã có chồng. Cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên cho mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cứ dê tôi. Cấm mồm, cấm mồm. Ô cụ ra này. Này. Dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc với con ạ. Gớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá,
Có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp, cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ, người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm kia, nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. À, ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế Mỹ mày tên gọi gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt Kiều Mỹ gửi tặng cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay nhỉ? Thế đâm ra hay, tự dưng mày mở lên lại nghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng trong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đi nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Dạ bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Ê, dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mỗi máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Gớm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên này. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. À, ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Màu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Màu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chảnh dụng suốt kiếp. Chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Màu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Dạ, con chào cụ Tránh, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Màu nhà tôi đến đây. Đâu?
Lâm Màu đâu? Màu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi anh, đừng làm cho mẹ. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, dài. Và anh không đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Ta bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố, thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Màu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Màu, anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Màu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh? Dạ. Chị riêng mày, mày lại gọi là anh Chánh là thế nào? Là tại vì anh Chánh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Màu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Cái gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Màu 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 dạ, con dạ. Đây con không qua đây là nữa hả? Từ từ chạy qua con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp, đâu có ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi, trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách, mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày, nhưng con mà đây là đâu? Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa hiểu, chưa rồi mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ mà con nói bố nghe. Bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn hả? Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giấc người ta xử, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vỡ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em mở hàng chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Trời ơi, xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi nó thân mới lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Bắt. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi, ông
À, đó vậy đi. Trời ơi, dạ, cái búa mà bà làm gì bà cầm cái hồ lô. Dạ đây. Ôi, sao ông xã? Đó tay không? Đỡ phụ cái. Ôi giời ơi. Kinh sư nhà mày chứ. Không, nhẹ không còn cái búa nào à? Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à? Này, khai tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ, mà nói cho qua nghe nha. Nói qua nghe nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng khi hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút với trên luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt á. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này á, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép nhỉ? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á, mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao ơi, mày cái giọng ánh tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Cái giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Dạ. Thôi thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp đi, đây nè, coi đây. Trời ơi hết hồn chưa. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng nó uống 80 ngụm nước nó lòi bụng nó là bụng đâu nữa ăn. Thế muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng chui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có ơi. Lo ba, đừng có lo. Trời mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thưa thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá à. Bước qua em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều bôi fan lắm. Làm sao nhớ được à, con ơi, ơi. Em bị tim thầm mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thầm, tôi thì thầm tim.
Ông cứ gõ búa hoài nó xỉu nó xà vô người tôi. Già rồi sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Mày cứ sáp sáp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Này, bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá chỉ đại được không? Con thông minh quá đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con mình thoát ra. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng Năm con cụ tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố này. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng Năm hổng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, đại, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói ngay lên mày. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng rồi. Mũ đếp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tình khúc chiều mưa nguyện anh chinh. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi nấu nè. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Mau ơi. Ta bảo như chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ. Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dữ ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò không? Này cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời ơi trời, lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng cháy nhốt lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhốt lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con mau. Tao có thù gì dòng họ nhà mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn ngốc bắt tao đổ vỏ hả? Chứ tao có chấm bút gì tao mới gồng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã. Kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả. Tới tay vợ tôi. Nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt chứ không phải chơi à.
ta kết thúc vụ án này. Trời ơi, dạ, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên họ ta cay. Ông xả người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An! Quang! Đứa nào đây? Ai vậy? Quang! Gì vậy? Quang! Gì vậy? Quang! Các người đừng tuyên án, đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. You know? Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng Nô này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ơi. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết anh hỏi quốc của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong tuần người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay quá anh ơi. Trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi em nói cho anh nghe, cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Bậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia, nếu tất cả đều nhỏ trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nói. Em Màu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhé. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chúc nữa cô lăn hay gì. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Yeah. Để anh về, em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An! Quang! Chuyện các người. Các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời, trời ơi. Sao ông xả? Mày đang đỡ cái búa, sao mày mày thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Ông xả. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu. Dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Quăng tao mày. Tuột mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trời. Mai ta đã xa nhau thật rồi. Ê, cô chạy. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on. Tiên sư chúng mày bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em Màu.